Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với Starboy VN Tóc Chiến. Và có khá là nhiều anh em thắc mắc là làm như thế nào để có thể nhận Yasuo nhanh hay là nhận một số con tướng mà anh em ưa thích nhanh. Thì clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách đỡ thời kiếm tinh hoa lam nhanh và làm một số cái nhiệm vụ anh em nha. Đó, thì đây là một cái nick mà mình đây. Cái nick mà mình vừa tạo lúc trưa nay đây thôi. Và tạo nick thì cũng khá là đơn giản, hiện tại là nó kiểu mấy chủ quốc tế ấy. Nên mình phải coi như là pha kê VPN xong rồi tạo nick mình, cái này nick này mình tạo bằng tài khoản Google anh em nha. Thì mình cũng có một cái clip hướng dẫn anh em tải game và tạo nick luôn rồi đấy. Chỉ việc đăng nhập bằng tài khoản Google xong rồi điền ngay sinh Riot thôi là xong. Đó. Và nick mình mới tạo nó vẫn có những cái event giúp anh em có thể nhận tướng luôn này. Đó. Đây thì anh em nhấp vào cái phần event này thì nó sẽ có rất là nhiều cái event đó anh em. Hiện tại là có rất là nhiều event này. Cái KDA này thì hôm qua mình có clip hướng dẫn cho anh em làm nhiệm vụ rồi. Cũng như là những event này. Ngoài những event này ra thì anh em chắc là sẽ có một số anh em chưa biết, đó là cái mục đó là huấn luyện anh em nha. Anh em vào chỗ training này, đó, nhấp vào chỗ play nha, vào chỗ training thì cái này nó có cái tutorial này, đó, anh em nhấp vào cái này kiểu như là hướng dẫn hay đó. Nhưng mà ở cái chỗ hướng dẫn này thì khi mà anh em làm xong các cái nhiệm vụ thì anh em sẽ nhận được 200 tinh hoa lam mỗi cái nhiệm vụ này. Đó. Chúng ta có mấy cái? 7 cái thì sẽ là 1k4 tinh hoa lam. Và ngoài ra thì khi mà anh em hoàn thành hết tất cả cái chuỗi này thì anh em sẽ nhận được đó là một cái cục này là cục tướng tùy chọn. Anh em có thể lựa chọn một trong tất cả những con tướng đang có mặt ở trong cửa hàng anh em nha. Đó. Anh em nhớ là phải tham gia cái này nha, vừa coi như là có biết được cái cách chơi của game cũng như là một số tính năng của game và giúp một phần là anh em có được cái tinh hoa lam cũng như là cái cục tướng tùy chọn này. Đó là cái phần phòng tập luyện. Đó. Đây thì mình sẽ vào thử cho anh em xem này. Target lock này. Cái tính năng này nó hướng dẫn anh em đỡ ghim tướng mà anh em muốn tấn công ấy. Lính này. Đó. Nó hướng dẫn anh em giữ cái nút này. Đó. Giữ cái nút bắn xong rồi anh em xoay đến cái tướng mà anh em muốn ghim vào, nó sẽ tự tấn công vào tướng đó. Những cái skill anh em định hướng vào thì nhấp vào nó chỉ xả vào tướng đó thôi. Đó. Đây là cách hủy. Cách hủy thì anh em giữ vào cái này xong rồi kéo lên trên. Đó. Thủy hủy thì nó sẽ tấn công những cái mục tiêu gần nhất hoặc là mục tiêu ít máu nhất. Đó. Anh em phải giết con Soraka trước này. Nó khỏi bút máu, đó. Hướng dẫn xương xương anh em làm cái chuỗi coi như là sự kiện, cái chuỗi tập luyện này luôn. Kiểu một số anh em không rành tiếng Anh nữa thì có thể là không biết phải làm như thế nào. Đó thì nhận được 200 tinh hoa này, tiếp tục này. Sẵn tiện mình hướng dẫn anh em tham gia hết cái chuỗi tập luyện này luôn nha. Khá là nhanh thôi. Này là tấn công lính này. Tấn công trụ này, nhấp vào cái trên này. Đó. Khá là nhanh thôi, anh em làm mấy cái này nhanh gọn thôi. Chuyển sang cái mục này là gì đây, để xem nào. Thật sự là mình cũng không rành tiếng Anh cho lắm anh em nữa. Có thử gọi là dốt tiếng Anh luôn ấy. Ok đẹp. À cái này tính năng tự ghim này. Thay vì anh em giữ nút bắn thì anh em có thể nhấp vào những cái biểu tượng này để tự ghim. Thay vì anh em giữ cái nút bắn và kéo như lúc nãy á. Đó. Thì tính năng này khi bật lên thì anh em có thể bấm vào đây. Đó. Nhấp vào một lần nữa là hủy ghim. Rồi, ok. Nhấp vào AC kết thúc cái nhiệm vụ này. Vừa như là giúp anh em biết một số tính năng của game cũng như là vừa có thể nhận quà. À, cái này giúp anh em hiểu tầm đánh của trụ cũng như là sát thương của trụ. Đó. Bảo là đợi lính vào trụ trước khi anh em tấn công trụ. Đợi có lính nó đỡ đam của trụ thì anh em mới tấn công trụ. Đó. Khi
khi mà anh em quýnh vào tướng địch thì trụ nó sẽ bắn anh em đó. Hướng dẫn xương xương. Xong. Quá đơn giản. Anh em chơi PC rồi sẽ hiểu, còn anh em kiểu mới từ Liên Quân qua như nào đó thì nó thật không biết. Mà chắc Liên Quân nó tính năng nó tương tự vậy. Xương rồi. Cái này là hướng dẫn dành cho người đi rừng à. Nói chung là làm cái này nhanh gọn mà. Cái con bùa xanh này giúp anh em chủ yếu là hồi mana, với lại là giảm một ít thời gian hồi chiêu thì phải. Còn cái con bùa đỏ này thì nó sẽ gây sát thương thiêu đốt, với lại làm chậm đó. Trừng phạt, sử dụng trừng phạt. Chặt. Quá đơn giản. Bé cua thì nó không quấn lại anh em đâu, nó chỉ chạy thôi, tội lắm. Đó. Sẽ giúp anh em có cái tầm nhìn chỗ này, và khi mà anh em di chuyển lại thì sẽ tăng tốc độ chạy. Quấn rồng nữa sao này. Đó. Đây chúng ta sẽ có tất cả là 4 loại rồng này. Nếu mình nhớ không lầm thì rồng lửa sẽ là tăng sát thương này. Rồng gió sẽ là tăng tốc độ chạy này. Rồng đất thì sẽ có được tăng cái sát thương lên trụ này. Cũng như là rồng nước thì sẽ giúp anh em hồi phục nhanh hơn này, hồi máu hồi mana nhanh hơn này. Cái này là gì đây? Có nghĩa là những cái phút vừa sau á, những con rồng này được nâng cấp lên hay sao ấy. Chứ không có rồng rồng tối thượng hay là tối cổ gì đó như bên bản PC. Nhớ là trừng phạt nha. Anh em sẽ có hiệu ứng rồng này, tăng 6%. Rồi giới thiệu sơ qua về trừng phạt đỏ và trừng phạt xanh này. Anh em nâng cấp lên, anh em nhấp vào thôi. Xong, easy. Thực sự là toàn tiếng Anh thôi, mình không giỏi cho lắm, mình không hơi dốt tiếng Anh thì mình không nào mà hướng dẫn anh em chi tiết được. Cùng đợi cái bản Việt Nam thôi, có việc khó chính xác. Tiếp theo sẽ là Baron này. Con Baron này phải có đầy đủ team thì mới kiểu dở chơi nha. Nó hơi trâu. Lại nó sát thương nó hơi cao. Xong. Đây cái bùa Baron này. Bùa Baron cũng sẽ giúp anh em biến vờ nhanh hơn. Bùa Baron này thì nó sẽ kích hoạt bút mang lính này nó khỏe hơn. Xong, Dragon Land. Này cái cuối cùng luôn à. Cái này chắc nó sẽ hướng dẫn anh em vào kiểu là cái cặp đôi đi Dragon Land á. Adder với lại hỗ trợ, xạ thủ hỗ trợ. Anh em nhìn trên bản đồ nhỏ, cái nào mà có biểu tượng con rồng á là Adder và hỗ trợ sẽ đi bên đó. Ở bên trên. Đó. Hạ gục người chơi, hạ gục tướng đối phương. Chuẩn mấy em tùy đâu á, nhưng mà 10 đều 4. Thì xạ thủ lại hỗ trợ là có tác dụng nữa là đi hỗ trợ cho rừng để ăn con rồng này này. Đó. Đó. Thì chắc là một số anh em không biết cái tính năng kiểu hướng dẫn này. Nó giúp ít anh em được có thể tìm được, được có thể nhận được nhiều cái tin hoa lam. Đó, thì xong hết rồi này. Hoàn thành hết. Rồi. Anh em nhấp vào cái cuối cùng để nhận thôi, nhấp vào cái cục này nhận thôi. Đó. Sử dụng luôn này, sử dụng đó, sử dụng luôn. Anh em có thể chọn một trong tất cả những con tướng đang có mặt ở trong cửa hàng. Đó. Chất lượng. Ủa sao không có Akali với lại mấy con kiểu Evelyn nhờ, mấy con đó mới ra chưa có sao nhờ. Thôi, Yasuo anh em, Z nè anh em. Yasuo, quốc. Sao? Đây là cái mục hướng dẫn. Thì mình cũng giới thiệu sơ qua về cái event cho anh em có thể biết. Event KDA này thì mình ấn tham gia Enter này.
Xong rồi anh em vào phần The Group này. Xong rồi anh em ấn vào chỗ Skip này. Rồi anh em chọn một trong những con tướng anh em thích. Evelyn này. Rồi xong. Anh em sang bên này anh em làm nhiệm vụ này. Đó, play 5 trận. Hoặc là hạ gục 6 con quái khủng hay gì đó với team. Đây. Mấy cái nhiệm vụ này thì mình có clip review hôm qua đó anh em. Tuy nó chưa hiện ở đây nhưng mà anh em cũng có thể biết trước khi mà xem cái clip hôm qua của mình. Đó, hoàn thành cái chuỗi nhiệm vụ thứ hai này thì anh em sẽ nhận được cái Angie này, Akali, Evelyn, Kai'Sa, Seraphine. Đó, tức là chúng ta sẽ nhận thêm được một tướng nữa trong cái sự kiện này. Và anh em nhấp vào cái phần ALL event đó. Nhấp sang bên này thì anh em sẽ có một số event nữa. Event cái này là dành cho người mới này. Ngày đầu. Đây, anh em vào chỗ phần đó là mission này. Đó. Anh em đây là ngày 1, ngày 1 anh em online á, ngày 1 anh em đăng nhập á thì anh em sẽ có những cái nhiệm vụ này. Ví dụ như là sử dụng hai cái phép bổ trợ này. Sử dụng anti 3 lần hay gì này. Đó. Ăn một cái gì này. Đó, anh em nào mà không giỏi tiếng Anh thì có thể lên Google dịch mà cái này ra thì cũng dễ hiểu thôi. Thì hoàn thành tất cả cái này thì anh em sẽ nhận thêm là 200 tinh ho này. Đó, cái này là mô tướng này anh em. Cũng như là cái biểu cảm này. Cái emote đó. Sang ngày thứ hai thì anh em sẽ có những cái nhiệm vụ mới. Đến ngày thứ ba thì anh em cũng có thể nhận thêm được một cái tướng tùy chọn nữa này. Tức là nãy giờ anh em nhận được khá là nhiều tướng tùy chọn rồi đấy. Đến ngày thứ tư thì cái này là như là cái hành động ở sảnh chờ sao ấy đó. Và cái ngày thứ năm thì anh em sẽ nhận được cái trang phục này. Trang phục tùy chọn trong mấy con Garen, Lux, Ashe hay là Nasus cũng như là Blitzcrank này. Đó, đây là cái nhiệm vụ 5 ngày. Và đến cái nhiệm vụ event đây, nhấp vào đây. Cái này thì mình cũng có clip review cho anh em rồi đó. Mở anh em cái hộp này rồi đó, cũng có clip review cho anh em rồi. Thì cái này nó kết thúc, cái sự kiện này kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Có nghĩa là cái bản Việt Nam ra thì vẫn còn cái sự kiện này anh em nha. Đó, bản Việt Nam ra vào tháng 12. Bây giờ là cuối tháng 10 rồi, sắp rồi. Thì không biết là chắc là cái bản Việt Nam thì ở mấy chỗ Việt Nam thì anh em phải dùng cái nick khác, chứ cái nick này ở mấy chủ nước ngoài không chơi được á. Mình nghĩ là như vậy. À, thì ngồi mấy cái event cũng như là cái phòng tập lúc nãy thì chúng ta còn một cái là cái nhiệm vụ hàng ngày với lại nhiệm vụ tuần nè anh em. Nhấp vào cái bên dưới góc này. Đó. Anh em tham gia mấy cái nhiệm vụ này để nhận nữa này, 30 tinh hoa lam này, 30 này. 30 nữa này, cái này là kinh nghiệm này. Đó. Xong rồi anh em sẽ được những cái điểm này. Những cái điểm này là giúp anh em kích hoạt cái thanh điểm ở bên trên này. Đó, đủ cái này thì anh em cũng nhận thơ này, tinh hoa lam một đống luôn này. Đó. Thì mỗi ngày vào anh em làm mấy cái nhiệm vụ này. Còn cái bên này là level 10 mới mở được cái nhiệm vụ bên góc này, nhiệm vụ cao hơn. Đó. Thì đó là cách cày tinh hoa lam nhanh đỡ thợ mô tướng ở trong cái con game liên minh tốc chiến này. Và nếu anh em thích video mình thì đừng quên kéo xuống like và đăng ký kênh cũng như bật chuông để không bỏ lỡ cái clip nào mới nhất của mình. Cảm ơn anh em theo dõi, bye bye và hẹn gặp lại em những clip lần sau. Anh em có thắc mắc gì hãy comment xuống dưới nha. Bye bye.